âm, cũng được bọc hệ thống đọc. Vâng, Trước Mắt Các Bác là một con CD được mệnh danh là CD quốc dân. Tại vì ở phân khúc này thì khó mà tìm được con CD nào mà qua được con 1650GL của Denon, mà anh em thường gọi là Denon 1650 Gold Limited. Chứ GL là Gold với màu vàng, L là Limited, dòng sản xuất số lượng có hạn, chạy chip giải mã BCM Audio. Đẹp ngất ngay. Các bác thấy đồ đẹp đồ mới đó này. Giá thì cực kỳ yêu thương, đợt này em về một con trong đơn hàng em đấu và có cái giá tuyệt vời cho các bác mình sở hữu, có là 10.200.000 là các bác đã sở hữu được rồi nha. Tại vì em đấu làm trực tiếp, nó không qua khâu trung gian đâu. Các bác mình mua được cái giá nó yêu thương và giá nó tốt này. Đây là ốp gỗ này các bác, thay bóng mình soi gương này mua được luôn nha. Đấy. Mới kẹt hiển dinh cho máy nha, 10.200.000 nha. Tới với em Chiến là không cần bàn về giá, cơ bản các bác mua được sản phẩm hàng đẹp. Thứ nhất và giá nó yêu thương, và thứ hai nữa là hàng đúng chất nước ngoài về nha. Nó chạy 4 con DAC BCM Audio, rất là hay. Và trong phân khúc này thì không có tìm được một con CD nào mà qua được con 1650GL quá, từ 11 triệu lại. Và chỉ có em này nó mới mang được cái cấu hình là trang bị cổng ba lăng đầy đủ cho các bác mình chơi với những con âm ly đời cao luôn nha. Hai cổng AV ra, có nghĩa là như thế này. Các bác có 3 đường ra, nếu các bác mình nghe với 3 cái sản phẩm, nếu một có một cái âm ly hi-fi nó có cổng ba lăng thì mình có thể chơi luôn cái cầu này, và một cái âm ly cổ và một cái âm ly đèn thì mình chơi được 3 sản phẩm luôn. Hoặc là các bác gắn sử dụng cho hai cái âm ly và một cái con súp hơi. Súp hơi thì các bác cần tiếng hiệu ra thì mình cắm vào đây. Đấy, hai cổng này đều được nha. Con này series là 5743. 5743 nha, điện 100V. Đẹp keng luôn. Đẹp gọi là đẹp mê ly đó các bác. Khiển dinh nữa. Trên nắp của nó này. Đang chạy nha các bác, đang chạy hoàn hảo quá nha. Tí nữa mở nội thất bên trong các bác cùng xem. Để nét bài cho các bác này, chạy mic từ nên tốc độ đẹp rất là nhanh. Như Sony vậy đó. Đây là cái mà khi các bác không có khiển, các bác phải dùng bên trong này. Còn có khiển thì thôi. Hợp lại. Đấy. Tất cả hoàn hảo hết, khiển rất là mới nha. Này có thấy. Giá 10.200.000 nha. Rồi em mở nội thất bên trong để các bác cùng xem. Mé thì em bao zin và chế độ hoàn hảo hết, được bảo hành là bảo trì trọn đời sản phẩm cho các bác sử dụng luôn nha. Và đợt này em về chỉ có một con các bác, nên em ra báo series các bác rồi. Đấy, series là 5743. Đấy, giá 10.200.000, chuyển khoản đủ cho em tính 10 triệu nha. Nếu chuyển khoản đủ là 10 triệu, còn cọc tiền thì cọc khoảng 1 triệu nha các bác. Cọc 1 triệu là em nhận giao hàng và nhận hàng. Giá thì em cân đối hết cỡ cho các bác là 10.200.000. Đây là cấu hình máy bên trong, máy em nó đang chạy nha các bác, em ru luôn. Đây là bo mặt, đây, phần 4 con không, 4 con á, 4 con nằm thẳng hàng đó. Đấy. BCM, bộ cơ, một phần nguồn, khung sườn của nó. Tổng quan của 1650GL nó như thế các bác. Những con IC và những con đi giải mã DA để xử lý cho ra một âm thanh cực kỳ chất lượng. Rồi, em xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Và đây là cấu hình bên trong của một con CD được mệnh danh là quốc dân, nghĩa là được phục vụ rất là nhiều người. Rồi, em xin chào hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh nha, để luôn được cập nhật những video mới nhất. CD Marang 72A, một dòng CD rất là hot của hãng Marang. Thiết kế đẹp, dòng này nó có hai màu nha, màu đen và màu vàng. Màu vàng thì được rất là nhiều các bác săn lùng. Đẹp gọi là xuất sắc luôn. Con này em giao các bác là 13.700.000 nhé. 13.700.000 nha các bác, bao gồm phí ship. Con này series là 0207 nha. Điện 100V. Đường tín hiệu đầu ra có hai đường ra này. Có cổng đầy đủ các cổng, không thiếu gì hết. 13.700.000 nha. Em này thì không cần bàn về chất âm rồi. Nó chạy chip giải mã vương miện Philips, được rất là nhiều các bác chơi AR này thích dòng nhạc mà cổ mà trữ tình, nhạc Bre 75 yêu thích cái mã này. CD 72A vàng đẹp xuất sắc nha. Máy chắc nhật về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, có thấy độ nét từ những phím bấm này. Đấy, tất cả là chạy hoàn hảo, chạy mắc từ như những dòng Sony các bác, tốc độ đẹp nhanh lắm.
rạch 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 sướng lắm. Có từng chi tiết này nha. Đấy, nó đẹp này, từ nút bấm này. Máy đẹp hoàn hảo nha, giá 13.700.000 bao gồm ship. À, có khiển nha các bác, có khiển nha, đầy đủ hết cho các bác nha. Giá bao ship 13.700.000, chuyển khoản đủ thì tính 13 năm bao ship nha. Còn cọc tiền cọc chập giúp em 1 triệu trở lên nha. Em giao hàng và các bác nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán số tiền còn lại. Về tổng quan của nó thì đẹp xuất sắc rồi, hồi nãy giờ các bác cũng đã xem rồi nha. Từ trên xuống dưới, từ dưới xuống trên. Máy thì em bao riêng tuyệt đối, tại vì máy là máy từ mạng Nhật về, chưa qua tang, sử dụng người Việt Nam. Và sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Chờ em xí nha, tại vì mở con này phải mở hai ốp bên hông này, rồi mới mở vân vân nó mới ra được. Đây là cấu hình khi mình mở cái nắp ra, các bác sẽ thấy được cái bố trí nó rất là trau chuốt và tỉ mỉ. Tại là dòng khá là được chuộng và cao cấp của hãng Maran. Tất cả đều mạ một lớp đồng chống nhiễu cao từ không xương cho đến là ba đồng hết nha các bác. Full luôn. Chỉ cái cơ này là bằng nhựa này, như thép này. Đấy, mới chưa? Rồi giờ mở cái này ra để các bác thấy một cái bo mạch và bộ xử lý âm thanh nằm đây. Còn đây là phần nguồn. Có con về không có cái này đâu các bác. Các bác nào đã chơi 72 là chưa chắc gì các bác đã có được cái nắp này rồi nha. Cái này nó còn nắp luôn này, full luôn. Bảo vệ phần nguồn này, bảo vệ phần bo mạch DAC này. Đây là bo mạch của nó đây các bác. Đấy, các bác thấy chưa? Có thấy hai con da mã nằm đâu không? Đây con da nhà mã Philip Phương Miện. TDA 15447 này các bác. Con này đắt cực hay nha. 1547 và đây hai con sụp âm. Này, cũng được bọc hệ thống đồng chống nhiễu luôn, màu răng. Con này rất đắt tiền luôn. Rất hay. Philip Phương Miện 1547. À, thì cấu hình của nó với sexy sườn bên dưới không? Nó mới tinh luôn. Đấy. Rồi thì vậy thôi, các bác cũng đã thấy cái chất của con 172A mới về nha. 13.700.000 bao gồm phí ship rồi nha các bác. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha.